Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Ngoại ngữ HP Thanh Hóa và mình là Lê Huy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học màu sắc trong tiếng Quảng Đông. Ok, để học được màu sắc thì chúng ta cần phải biết màu sắc là gì. Màu sắc trong tiếng Quảng nó gọi là ngàn sắc, mê ngàn sắc, màu gì? Đấy, này yêu, mê ngàn sắc, bạn muốn màu gì đây? Này yêu mê ngàn sắc hoặc là mắt dề, đúng không? Mê này chính là mắt dề của chúng ta. Mắt dề là gì? Mê mắt dề ngàn sắc, màu gì? Này chung gì mắt dề ngàn sắc á? Bạn thích màu gì đây? Ok. Ok. Và chúng ta, nếu như có người nào, các bạn nào muốn học tiếng Quảng Đông, tiếng Trung cấp tốc để sang làm việc bên nước ngoài, đi tìm việc làm, hoặc là trong nước, đặc biệt là ở bên Macau, thì có thể gọi theo số 0978028518 và Huy sẽ sắp xếp lớp cho chúng ta. Hiện tại thì cũng đang có cái dịch vụ dạy cấp tốc online 1:1 cho các bạn ở trong vùng trong mà không thể đến được trung tâm, thì có thể là gọi số này, kết bạn Zalo và Huy sẽ trao đổi chi tiết. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với màu sắc. Màu đầu tiên mà chúng ta muốn học đấy chính là hồng sắc. Hồng sắc chính là màu đỏ. Chúng ta red tiếng Anh đúng không nào? Hồng là đỏ, hồng sắc đúng không? Ai làm ăn thì cũng ta cũng muốn là nó gặp vận đỏ đúng không nào? Cho nên là hồng sắc là cái màu rất là được ưa thích. Nào, hồng sắc màu đỏ. Ngộ khẩu chung gì hồng sắc? Tôi rất thích màu đỏ. Ok. Màu tương phản với màu đỏ đó chính là màu đen. Màu đen là hắc, hắc là đen đúng không nào? Hắc sắc là màu đen. Ngõ yêu hắc sắc, tôi không muốn màu đen đâu. Ngõ yêu hắc sắc cả. Hắc sắc ngam nảy cả, màu đen không hợp với bạn đâu. Ok, hắc sắc màu đen. Ta nhớ chưa nhỉ? Màu đỏ là hồng sắc, còn màu đen là hắc sắc. Màu tiếp theo, đúng rồi, đây chính là màu white, là màu trắng của chúng ta, bạc sắc, bạc sắc. Này chung chung gì bạc sắc ca? Bạn có thích màu trắng không nhỉ? Này chung chung gì chợt hắc sắc? Bạn có thích mặc màu đen không? Ngõ chung gì, ngõ chung gì chợt bạc sắc cả? Tôi không thích, tôi thích mặc màu trắng cơ. Ok, màu này là màu xanh lá cây, green. Ok, lục xích màu xanh lá cây đúng không nào? Chúng ta có lục xích là màu xanh lá và lục trà là cái trà xanh của chúng ta đó. Lục trà là màu xanh, trà xanh. Ok, lục xích. Ni lục ni cổ hay lục xích kìa. Cái này là màu xanh lá. Ngộ quẩn cảnh lãm xích kìa. Tôi đang tìm màu xanh da trời cơ. Đây, màu xanh da trời của chúng ta chính là lãm xích. Lãm xích, lãm là lam, màu xanh dương, xanh lam, xanh trời đấy. Lãm xích. Lãm hoặc là chúng ta có thể đọc là lãm xích. Ok. Và bên Macau của chúng ta thì là thường có cái thẻ xanh, nó có màu xanh nước biển như này, nó gọi là lãm khắt. Khắt khắt là thẻ, lãm khắt là thẻ xanh. Châu lãm khắt là làm thẻ xanh, đúng không? Ni trang khát hay lãm xích cả. Cái thẻ này là màu xanh đấy, màu xanh dương đấy. Ok, chúng ta nhớ chưa nhỉ? Lãm xích là màu xanh dương, lục xích là màu xanh là cây. Ok, và cái màu tiếp theo của chúng ta, wow, rực rỡ quá, đây chính là yellow. Vòng xích. Vòng xích à, vòng xích ở đây chính là màu vàng, màu vàng. Ok, vòng xích. Ngộ phi trường chung gì vòng xích cả? Tôi cực kỳ thích màu vàng.
Ok. Vòng xích. Vòng xích là màu vàng, thì màu đậm hơn màu vàng đó chính là màu orange. Orange đó chính là màu cam. Tráng xích. Tráng xích. Tôi lắm tráng xích không hấu thấy à. Tôi nghĩ màu cam thì không đẹp lắm đâu. Tráng xích không hay hấu thấy cả. Đúng không? Vòng xích cho hấu ti à. Màu vàng thì tốt hơn đấy. Mà ok. Vòng xích là màu vàng. Còn tráng xích là màu da cam. Bởi vì tráng ở đây chính là quả cam của chúng ta. Bảy ngó sam cổ tráng cho tôi ba quả cam, thì tráng ở đây chính là quả cam, tráng xích là màu vàng cam. Ok, hổ khổ. Màu tiếp theo của chúng ta đó chính là màu vàng này. Vàng vàng này là vàng kim, tức là màu vàng vàng thật của chúng ta đấy, vàng chúng ta đeo đấy, vàng. Ok, cam xích. Cam xích là màu vàng kim, vàng thật, màu trang sức của chúng ta đấy. Cam xích này chung mồm chung gì cam xích cả. Ngó mày hổ chung gì rồi. Bạn có thích vàng cam và vàng vàng kim không? Tôi không thích lắm. Ngó hổ chung gì rồi. Còn tôi thì rất là thích. Ngó hổ chung gì rồi. Ok, vàng thì sẽ đi với bạc, silver. Và silver đây chính là ngân xích màu bạc. Đấy, ngân, ngân. Đúng không? Ngân ở đây trong từ ngân hàng ấy, ngân hòn. Đúng không? Ok, ngân xích là màu bạc. Kho bạc của chúng ta đấy, đúng không? Chúng ta thường là kho bạc là ngân hòn. Ngân hòn là ngân hàng hay còn gọi là kho bạc. Thì ngân ở đây chính là bạc, ngân xích là màu bạc. Ok, ngân xích. Nhớ nhỉ? Cam xích là màu vàng, vàng kim, còn ngân xích là màu màu bạc. Ok, cái màu này rất là nữ tính đúng không? Ok, màu này cho các chị em. Chỉ xích màu tím mộng mơ đúng không? Chỉ xích. Ngố lắm chỉ xích ngam nảy wow. Tôi nghĩ là màu tím là hợp với bạn đấy. Chỉ xích. Hay mê. Vậy à, hấu cầm bài ngộ chỉ xích đó. Vậy thì cho tôi màu tím nhé. Chỉ xích. Chỉ xích. Cầm bài ngộ chỉ xích lá. Vậy thì cho tôi màu tím đi. Nãy yêu cái tô á. Bài ngộ loãng cổ. Cho tôi hai cái đi. Hoặc nếu mà chiếc áo thì nó bài ngộ loãng kìn. Chỉ xích cả. Cho tôi hai cái màu tím đi. Nào, còn nếu là quần thì là sẽ là thiều. Loãng thiều lá, bảy ngô loãng thiều, chỉ xích cả. Cho tôi hai cái quần, đúng không? Hoặc là váy là khoản thì là cái váy tím cũng là chỉ xích kẻ khoản, chỉ xích kẻ khoản. Đấy. Ok, bây giờ sẽ là oh my god, màu này bị lỗi rồi. Màu này là màu hồng của chúng ta mà sao lại thành màu xanh này? Ok, đây là màu hồng. Chúng ta thông cảm một chút nhé. Pink, đây là màu hồng. Phấn hồng xích màu hồng phấn. Phấn hồng xích màu hồng phấn. Phấn là phấn, hồng là đỏ, xích là màu, màu đỏ phấn thì có nghĩa là màu hồng. Phấn hồng xích. Ngổ dắt ti tổm chung gì phấn hồng xích của. Tôi chả thích cái màu hồng phấn một chút nào cả. Ngổ dắt ti tổm chung gì phấn hồng xích của. Dắt ti một chút tôm chung gì cũng không thích phấn hồng xích. Ngõ dắt ti tôm chung gì phấn hồng xích và ok, màu tiếp theo là gray. Gray của chúng ta đó chính là màu xám. Và màu xám tiếng Quảng là phui xích. Phui xích. Ok, phui xích. Chúng ta nhớ chứ nhỉ? Phui xích. Ni cà che hay phui xích cà. Ni cà che hay phui xích cà. Cái xe này là màu xám. Nãy chung chung gì? Ngõ chung gì? Ngõ chung gì? Căm xích vò.
Tớ thích màu vàng, vàng gì nhỉ? Vàng kim cơ. Ok. Brown. Brown đây chính là màu nâu. Màu nâu chúng ta là trung xích. Màu nâu chúng ta có cái thương hiệu cà phê Trung Nguyên đấy nhỉ. Ta có thể xuyên tạc một chút, Trung Nguyên nó chính là màu, là Trung Nguyên là cà phê đúng không nào? Trung xích là màu nâu. Màu nâu của cà phê. Alright. Màu nâu. Ok, trung xích. Nico hay trung xích. Coco hay mê xích à? Này, cái này là màu nâu, cái kia là màu gì vậy? Nico hay trung xích, Coco hay mê xích à? Coco hay chỉ xích à? Cái kia là màu tím đấy. Ok, và màu tiếp theo cũng giống như là màu cà phê Trung Nguyên vừa rồi. Đây chính là coffee. Coffee chính là cà phê. Và màu cà phê sẽ là cà phê xích. Cà phê xích. Màu nâu của chúng ta. Bảy ngõ thấy Coco cà phê xích à? Bảy ngõ thấy rất thấy Coco cà phê xích à? Cho tôi xem cái màu cà phê kia một chút. Ok. Very good. Và cái màu nhạt của chúng ta đó chính là light color. Light color là chín xích. Chín xích là những cái màu nó nhạt. Ví dụ như là màu vàng nhạt, thế là chín vòng xích thì là màu vàng nhạt. Cho ta thêm từ chín này vào đằng trước, đúng không? Bật hơi lên nhá. Chín xích là màu vàng nhạt, màu nhạt. Đứng cái chín này đứng trước một cái màu nào đó thì sẽ là làm giảm cái màu đó nhạt xuống. Ok. Chín vòng xích, màu vàng nhạt. Ok. Màu đỏ nhạt chúng ta sẽ là chín hồng xích. Ok. Và ngược lại với màu nhạt thì đó chính là màu đậm. Màu đậm của chúng ta đó chính là xăm xích. Xăm xích. Xăm xích. Ok. Màu xanh lá cây đậm sẽ là xăm gì nhỉ? Lục xích. Xăm lục xích. Màu xanh lá cây đậm. Xanh lục đậm. Ok. Chúng ta nhớ rồi đúng không nào? Ok, very good. Và chúng ta hãy cùng nhau xem lại xem chúng ta đã học được những màu gì nào. Chúng ta xem có nhớ được là màu vàng cam là gì không nhỉ? Vàng cam đó chính là tráng xích đúng không nào? Tráng xích. Tráng xích đó chính là màu vàng cam. Ok, hay là màu xanh nước biển đó chính là lãm xích. Lãm xích. Hay màu đen nó là hắc xích. Màu trắng là bạc xích. Màu đỏ là hồng xích. Màu hồng là phấn hồng xích. Và màu cà phê là cà phê xích chẳng hạn. Chúng ta hãy ghi ra và luyện tập một, theo một số ví dụ mà Huy đã lấy cho chúng ta thì chúng ta sẽ thuộc được những màu này. Và quan trọng nhất là sau khi thuộc được các cái màu này rồi thì chúng ta phải sử dụng được những cái từ này để mà yêu cầu xem là chúng ta thích cái màu gì, ta lựa chọn cái màu gì. Đấy, nói lên cái lấy ngổ tay xuyến chạc hay mắt gì, nói lên cái sự lựa chọn của chúng ta là cái gì, ngổ tay xuyến chạc, sự lựa chọn của chúng ta hay mắt gì là cái gì. Đấy, phải ứng dụng được nó vào trong cuộc sống, chứ nếu mà chúng ta chỉ học các cái màu không mà chúng ta không học câu thì chúng ta cũng vô dụng thôi. Biết được bao nhiêu màu chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta giao tiếp được. Ok, vậy thì chúc tất cả các bạn học thật tốt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau nhé.